với tốc độ phát triển ngày càng nhanh của ngành công nghệ xe máy, xuất hiện nhiều các loại xe máy với nhiều mẫu mã, chủng loại xe máy khác nhau. Tuy nhiên, trên thị trường phụ tùng xe máy hiện nay cũng xuất hiện rất nhiều các sản phẩm nhôm sen giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng. Chính vì vậy, công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Osaki Brake Việt Nam sẽ chia sẻ cho bạn cách nhận biết nhôm sen nhập khẩu Thái Lan chính ngạch. Thực tế, theo quy định của pháp luật, hàng hóa nhập khẩu bắt buộc phải có nhãn phụ. Nội dung trên nhãn phụ bắt buộc bao gồm: 1. Tên công ty chịu trách nhiệm nhập khẩu sản phẩm. 2. Tên sản phẩm. 3. Xuất xứ hàng hóa Make in Thái Lan. Ngoài ra, bạn còn có thể quét mã QR code trên tem nhãn hộp hàng để kiểm tra. Trên hộp hàng có mã QR code, bạn kiểm tra như sau. Bước 1, bạn đăng nhập Zalo của bạn. Bước 2, trên thanh tìm kiếm, bạn sẽ thấy biểu tượng QR code, ấn vào đấy. Bước 3, quét mã QR code trên sản phẩm. Với mã QR code này, bạn sẽ nhận được nhà máy sản xuất. Còn với mã QR code này, bạn sẽ nhận được thông tin website của công ty daikinjp.com. Nếu làm đầy đủ các bước và xuất hiện đầy đủ thông tin, thì chúc mừng bạn đã lựa chọn được nhôm sen nhập khẩu Thái Lan chính ngạch. Nếu chưa, thì đó chính là hàng nhôm sen đĩa dầm trôi nổi trên thị trường. Liên hệ ngay 1900 886853 hoặc truy cập website daikinjp.com để được có cơ hội trải nghiệm phụ tùng chính ngạch Thái Lan đúng như kỳ vọng của bạn.